Hello, xin chào các em. Trong video này chúng ta sẽ sửa chi tiết lecture số 2.5. Chúng ta sẽ bắt đầu. Câu số 1 này thì các em thấy là nó có ba nghiệm đơn nha, ba nghiệm này ba nghiệm mẫu lẻ hết. Cho nên đáp án là ba nguyên trị là câu B. Câu 2 cũng tương tự, cái này 9999 là mẫu lẻ hay là nghiệm đơn các em, câu C. Câu 3 mệnh đề sai. Cực tiểu tx bằng 2 là đúng, không có sai, cho nên lỗi của A đi, mình đề đúng rồi. Cực đại tx bằng 4 là sai nè. Giá trị cực đại bằng 4 mới đúng, cho nên đáp án là B. Câu số 4 có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề? Bây giờ mình nhìn nè. Câu số 1 nói là đồ thị có hai đường tiệm cận ngang là sai rồi. Tại vì cái đường tiệm cận ngang nó chỉ có một đường là y bằng 0 thôi các em. Tiệm cận ngang là các em nhìn ở đâu, đó là các em nhìn ngay hai cái đầu trừ vô cùng với cộng vô cùng á, coi nó có tiệm cận không, thì rõ ràng ở đây trừ vô cùng bằng không, cộng vô cùng cũng bằng không luôn, cho nên chỉ có một tiệm cận ngang là y bằng không. Tiệm cận đứng thì mình có hai đường, một đường là trừ 2 với một đường là 2, do nó lần cận nó có vô cùng nè, cho nên câu A là mình đề sai nha, hai ngang là sai, giá trị lớn nhất bằng không là sai luôn. Tại vì cái số 0 này nè, đây là nó là cực đại nhưng mà nó không phải lớn nhất, tại vì nó còn lên cái vô cùng nữa. Hàm số có đúng một điểm cực trị là chính xác. Chính xác. Một điểm cực trị là x bằng 0, y bằng 0. Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận là đúng. 3 đường tiệm cận nha, nó phân cách là một cái là ngang y bằng 0 với hai cái đứng là x bằng 2 với x bằng -2 các em. Cho nên bài này là hai mệnh đề đúng của B. Câu số 4, người ta cho các em đồ thị f phải x nha, và như lấy em đang dạy, và hàm số fx có bao nhiêu điểm trị, tức là các em sẽ cắt ngay số 0 đúng không, các em cho f phải x bằng 0 thì các em tương đương là nó sẽ có ba nghiệm đơn, nó sẽ có ba nghiệm đơn là x bằng âm 1, x bằng 1 và x bằng bằng 2. X bằng 4 là kép rồi các em. Này là kép rồi mình bỏ qua. Thì là ba điểm trị thôi. Câu số 6. Câu số 6 này nó cũng giống giống câu số 5 nhưng mà có một cái là chúng ta phải lấy cái đạo hàm này nè. Chúng ta lấy cái đạo hàm này thì chúng ta coi là đạo hàm này là bằng f'(x) trừ cộng 3 bằng 0. Cho nên em muốn tìm nghiệm của phương trình này á thì các em sẽ chuyển như này nè. Là f'(x) bằng -3. Điều này có nghĩa là các em sẽ cắt ngang cái -3, và cắt ngang cái -3 là cắt như này nè. Cái đồ thị của mình nó đi xuống này luôn thì mình cắt ngang đây là không có nghiệm các em. Không có nghiệm. Ủa, một nghiệm. Một nghiệm. Một nghiệm nghe, một nghiệm là ngay đây nè. Một nghiệm ngay đây, -3 cắt ngang một nghiệm là câu A. Hiểu hiểu vấn đề không? Nếu mà không hiểu cái này thì vô lớp hỏi lại nghe, mấy người hỏi lại nghe cái -3. Cái này là -1 đúng không? -2, -3 là nó nằm dưới này nè, đó là nó cắt con nghiệm á. Tiếp câu số 7, hàm số y bằng fx xác định trên g cho f phẩy kỳ điểm, bài này thì dễ rồi, bài này em lấy đạo hàm là y phẩy bằng f phẩy là bằng 0 thì cắt ngang số 0 mình sẽ có một điểm cực trị, các em nghiệm này là kép rồi, kép thì mình bỏ là câu D. Câu số 8, câu 8 này mình sẽ lấy đạo hàm. Đạo hàm là bằng f phẩy x trừ 2 bằng 0 thì các em sẽ có f phẩy x bằng 2. F phẩy x bằng 2 á thì cắt ngay số 2 là ba điểm của chị, cắt ngay số 2 này là ba điểm của chị nè nè, 1 2 3, đáp án là C. Câu số 9 mình cũng sẽ lấy đạo hàm luôn em. Ngay đây đạo hàm y phẩy là bằng f phẩy x cộng 99 bằng 0. Từ đây chúng ta sẽ tương đương được là f phẩy x bằng trừ 99. Trừ 99 là tút dưới này rồi, tức là nó không có nghiệm gì hết, cho nên là không có điểm cực trị nào hết. Câu số 10, câu số 10 này là một câu lạ. Và cái cách để mình giải á, là chúng ta phải coi lại cái hàm này là hàm hợp các em, thì chúng ta sẽ có là nếu mà y bằng fx mà đạo hàm á thì nó là f phẩy x, đồng ý nó là f phẩy x, nhưng mà nếu mà hàng này hàm hợp của fu á
Nếu mà y bằng fu, u tức là nguyên cái hàm hợp ở trong á, thì chúng ta sẽ có y phẩy bằng u phẩy nhân f phẩy u. Nó có cái u phẩy nữa, cho nên khi mà chúng ta lấy đạo hàm của cái hàm này á, rồi bây giờ chúng ta muốn muốn tìm cái số điểm cực trị của nó, chúng ta phải lấy được cái đạo hàm của nó. Thì khi chúng ta lấy được đạo hàm, chúng ta mới thể định số điểm cực trị được. Đạo hàm của cái này là 2x nhân f phẩy của x bình phương bằng 0. Thì ở đây các em á, sẽ ra được hai nghiệm, một nghiệm là x bằng 0 với một nghiệm là f phẩy của x bình bằng 0. Rồi bây giờ mình cần xử lý cái này nữa thôi, mình cần xử lý cái phương trình nữa thôi. Anh sẽ đặt t bằng x bình, thì lúc này chúng ta sẽ suy ra được f phẩy t bằng 0. Mình đặt t x bình thì này, f phẩy t bằng 0, thì các em nhìn lên cái đồ thị này nè, f phẩy t bằng 0 đó là nó có ba nghiệm thấy không, một nghiệm là -1, một nghiệm là 1, một nghiệm là 4, có nghĩa là em số ra ba nghiệm t t bằng âm 1, t bằng 1 và t bằng 4. Giờ mình trả lại thôi, hồi nãy mà t là x bình đúng không, thì cái này trả lại là x bình bằng -1, x bình bằng 1 và x bình bằng 4. Rồi các em có thể thấy là cái này vô nghiệm rồi, vô nghiệm. Còn cái này là hai nghiệm đơn nha, hai nghiệm đơn. Còn cái này cũng hai nghiệm đơn luôn. Như vậy tổng cộng á, chúng ta sẽ có 5 điểm cực trị nha em. Tổng cộng chúng ta sẽ có 5 điểm cực trị, đáp án là câu D. 5 điểm. Được chưa? Rồi, câu này nó hơi khó với những học sinh mới bắt đầu, cho nên không biết làm câu này không sao. Những cái lần sau, những cái chủ đề sau anh sẽ cho lặp lại và các em sẽ rút kinh nghiệm hơn, đừng lo. Được chưa? Và mình phải có một cái niềm tin rằng, và cái pro mindset. Cái pro mindset có nghĩa là gì, nhắc lại nha, tức là chúng ta sẽ có một cái niềm tin rằng khi mà chúng ta luyện tập, khi mà chúng ta cố gắng cho những cái lần sau, là chúng ta sẽ tăng trưởng về mặt trí tuệ, tăng trưởng về mặt ký ức, tăng trưởng về cái tư duy của chúng ta. Chắc chắn các em phải có một cái niềm tin như thế này. Rồi, tạm biệt các em, bye bye.